Chào mừng mọi người đến với video mới trên kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình tìm kiếm sự thành công thông qua những chân lý sống sâu sắc. Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn động viên và chiến lược để hướng dẫn cuộc sống của mình, hãy tiếp tục theo dõi. Phần 1. Chân lý sống điều hướng. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá những chân lý sống cung cấp hướng dẫn cho cuộc sống hàng ngày. Từ việc quản lý thời gian đến xây dựng mối quan hệ tích cực, mỗi chân lý sẽ giúp bạn điều hướng cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa. Phần 2. Chân lý sống động lực. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào những chân lý sống là nguồn động viên mạnh mẽ. Bạn sẽ khám phá cách chúng có thể thay đổi tư duy và giúp bạn vượt qua những thách thức trên đường đến thành công. Phần 3. Chân lý sống thành công. Cuối cùng, chúng ta sẽ chấm dứt hành trình này với những chân lý sống cụ thể nhất cho sự thành công. Từ việc xây dựng mục tiêu rõ ràng đến quản lý rủi ro, bạn sẽ có những chiến lược cụ thể để áp dụng ngay lập tức. Kết luận: cuộc sống có thể phức tạp, nhưng thông qua những chân lý sống, chúng ta có thể tạo ra hướng dẫn cho sự thành công và hạnh phúc. Đừng quên like, share và đăng ký để theo dõi những video hữu ích khác về phát triển bản thân và đạt được mục tiêu. Cảm ơn mọi người đã xem.